Vâng, xin chào tất cả các bạn. Chắc hẳn trong tất cả chúng ta, ai cũng đã từng xem qua bộ phim Tây Du Ký ít nhất một lần. Và các bạn cũng sẽ biết được Tôn Ngộ Không thường bay lên mây như thế nào. Các bạn cũng vừa mới xem xong cái video mà Thế Tâm làm bay giống như Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký. Rất là thú vị phải không nào? Bây giờ Thế Tâm sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách tạo ra video bay trên mây rất là đơn giản, ngay trên chính điện thoại di động của các bạn. Nếu bạn nào không có ý định làm video này thì các bạn cũng nên xem để biết cái cách mà người ta tạo ra cái video bay trên mây như thế nào trong bộ phim Tây Du Ký. Và bây giờ không nói dòng dòng sàm sàm nữa, Thế Tâm sẽ đi vào chi tiết cái cách tạo ra video bay trên mây này như thế nào. Các bạn hãy cùng theo dõi thật kỹ và làm theo Thế Tâm nhé. Và bước đầu tiên, các bạn cần chuẩn bị một cái phông xanh như thế này. Các bạn có thể chuẩn bị một cái phông màu đỏ, màu vàng, màu tím, màu gì cũng được, bất kỳ. Và các bạn sẽ quay như thế này, giống như Thế Tâm, là ok. Ok, và ở bước đầu tiên các bạn mở phần mềm CaseMaster lên. Nếu bạn nào chưa biết cách tải và sử dụng phần mềm này thì hãy xem video hướng dẫn của Thế Tâm để các bạn biết cách tải và sử dụng cơ bản phần mềm này. Và sau khi các bạn đã tải xong thì chúng ta sẽ mở phần mềm này lên. Tiếp tục chúng ta nhấn vào đây để chọn một cái dự án mới. Bạn chọn 16:9. Ok, và đây là giao diện rất là quen thuộc. Bước tiếp theo chúng ta bấm vào cái phương tiện nè. Chúng ta sẽ chọn những cái video máy bay. Một cái. Hai cái. Ok. Và chúng ta sẽ có cái video máy bay như thế này. Đó. Hai cái video máy bay. Hai cái video này Thế Tâm sẽ để đường link dưới phần mô tả của video này. Các bạn có thể nhấp vào để các bạn tải về. Và bước tiếp theo, các bạn nhấp vào chữ lớp nè. Tiếp tục chúng ta chọn phương tiện. Và chúng ta sẽ chọn cái video phông xanh lúc nãy. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ cắt bỏ đi cái đoạn không cần thiết. Ở chúng ta sẽ lấy từ đoạn này và chúng ta sẽ bỏ cái đoạn đầu này. Các bạn nhấp vào cây kéo nè. Xong chúng ta chọn phân chia tại đầu phát. Bạn bấm vô đây. Xong chúng ta cho nó vào cái thùng rác. Tiếp theo chúng ta kéo cái video này lại cho nó bằng ở ngoài đầu này. Đó. Và các bạn thấy cái phông xanh này nó chưa có đều nè. Ở hai bên đầu nó còn hai cái viền đen nè. Bây giờ chúng ta sẽ loại bỏ hai cái viền đen này. Xong chúng ta mới cây cái phông được. Bạn nhấp vào video. Tiếp tục các bạn nhấp vào cái chồng chọt nè. Xong chúng ta kéo hai cái thanh này vô. Đó, kéo cho mắt hai cái viền đen. Ok. Đánh dấu vào đây. Và tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ xóa cái phông xanh này. Các bạn kéo xuống, các bạn nhấp vào phím Chroma nè. Chúng ta bật lên. Và các bạn sẽ nhấp vào đây để chúng ta chọn màu cho nó nè. Đó, nếu cái phông của các bạn màu xanh thì các bạn chọn màu xanh. Còn cái phông nó hơi đen thì các bạn chọn hơi đen. Đó, còn nó hơi tối thì chọn hơi tối. Các bạn phải chọn cho nó phù hợp thì nó cây nó mới sạch sẽ được. Ok. Tiếp theo là chúng ta sẽ kéo cái thanh này lên. Rồi các bạn kéo lên khi nào mà chỉ còn có người không, không còn những cái viền khác. Xong các bạn đẩy cái thanh ở trên này. Đó, chỉ còn hình người màu trắng như vậy là ok. Các bạn đánh dấu vào hiển thị mặt nạ nè. Đó, xong chúng ta ok. Và bây giờ cái video này nó quay mặt về hướng này. Nếu các bạn muốn nó quay mặt về bên đây thì các bạn sẽ nhấp vào video nè. Tiếp tục các bạn kéo xuống. Các bạn nhấp vào cái chế độ xây. Đó, tiếp tục các bạn nhấp vào đây. Đó, cái video chúng ta nó đảo ngược lại. Chúng ta ok. Và cái viền đen nó hơi còn nè. Tiếp tục chúng ta sẽ nhấp vào chồng chọt. Và chúng ta cho nó xích vô một tí. Đó, để nó không còn nữa. Ok. Và bước tiếp theo chúng ta sẽ cho nó bay lên từ dưới góc này, nó bay lên góc này. Các bạn nhấp vào đây. Xong, các bạn nhấp vào cái phần chìa khóa nè. Rồi các bạn quay cái đầu nó lại. Cho nó nhỏ xíu rồi. Rồi quay lại. Cho nó sát xuống dưới này luôn. Rồi xong. Tiếp theo các bạn đẩy tới.
Đó, xong các bạn lôi nó lên, các bạn cho nó mắt hút luôn, bay mắt sát luôn. Đó, xong chúng ta đánh dấu vào OK. Chúng ta sẽ cùng xem lại nào. Đó, quá dữ, quá im. Sau khi nó bay mắt rồi, chúng ta sẽ cắt bỏ cái đoạn này. Bạn nhấp vào cái kéo nè, chúng ta chọn phân chia tại đầu phát nè. Đó, xong chúng ta sẽ bỏ phần bên đây. Đó, chúng ta sẽ còn lại video may thứ hai. Tiếp theo chúng ta sẽ cắt cái phần đoạn dưới này luôn. Nhấp vào cái kéo, phân chia tại đầu phát, hơi dư thừa, kéo về đây. Đó, OK. Đó, chúng ta sẽ bỏ một cái khoảng trống ở đây. Tiếp tục chúng ta sẽ nhấp vào video. Tiếp theo các bạn sẽ nhấp vào cái chìa khóa nè. Đó, và chúng ta dùng hai ngón tay để gom nhỏ lại. Đó, do nãy chúng ta đảo đầu cái video cho nên cái phần đen nó lộ ra nè, còn cái phần giò nó bị lắng vô. OK. Bây giờ chúng ta sẽ chọn cái phần trồng trọt tiếp tục. Đây, để chúng ta kéo bên đây ra cho cái giò nó thấy cái giò, còn bên đây chúng ta lấn vô, đơn giản vậy thôi. OK, tiếp tục chúng ta nhấn lại cái chìa khóa, và nếu các bạn muốn nó to nhỏ thì các bạn đánh vào đây. Đó, xong chúng ta đẩy sát nó vô, chúng ta chừa cho nó lú miếng cánh tay thôi. Đó, nếu các bạn bỏ hết luôn các bạn khó lấy ra lắm, cho nó lòi ra miếng móng tay đi. Xong các bạn đẩy lên, rồi bắt đầu chúng ta lôi nó ra, chạy lên trên này luôn. Xong đẩy tới, chúng ta gịch nó xuống lại cho nó có độ đàn hồi, nhìn cho nó thật chút xíu. Xong chúng ta kéo xuống. Đó, thì cái đoạn nào mà ảnh giơ tay ảnh chưởng cái là chúng ta cho nó chồi lên liền. Đó, chúng ta cho nó một cái vị trí nè, xong chúng ta xích lên miếng nè. Đó, rồi là ảnh bay lên nè. Đó, tiếp tục cho anh chồi xuống lại, chồi lên chồi xuống vậy đó, cho vị trí nè, lên. Và tới cái phần vẫy tay này thì chúng ta sẽ cắt bỏ cái phần dư thừa này. Đó, các bạn nhấp vào cái kéo nè, phân chia tại đầu phát, xong cho nó vô thùng rác. Đó, và chúng ta tới điểm này thôi. Đó, đoạn này chúng ta cho nó trường lên miếng, và đoạn cuối này chúng ta sẽ cho nó bay đi luôn. Rồi, tới đây bỏ cái này, tới đây là giật về. Đó, tới cái đoạn vẫy tay nè, chúng ta cho nó vị trí, xong chúng ta kéo tới, rồi chúng ta đẩy nó đi luôn, nghĩa là quẩy tay xong là đi luôn á. OK, còn cái phần may tới cái đoạn sau này chúng ta làm cho nhanh hơn. Bạn nhấp vào đây và các bạn sẽ cắt cái đoạn may này ra làm hai. OK, và cái đoạn sau này chúng ta sẽ làm may cho nó trôi nhanh hơn. Đó, các bạn nhấp vào điều chỉnh tốc độ nè, chúng ta sẽ chọn 4x. OK, cho may nó trôi lẹ hơn. Và nếu nó bay mà nó đứng im, nó không lên xuống như vậy thì nó chưa có hay lắm. Chúng ta sẽ cho nó một cái hiệu ứng bay lên xuống. Bạn nhấp vào nó. Tiếp tục các bạn chọn vào hoạt ảnh tổng thể nè. Xong các bạn kéo xuống, các bạn kéo ngay cái phần trôi nè, các bạn đánh dấu vào đây. Đó, các bạn thấy không? Nó sẽ trôi lên, trôi xuống, trôi lên, trôi xuống. Như vậy thì nó mới thực tế. Đó, OK. Và tiếp theo là chúng ta sẽ thêm cái hiệu ứng cho nó. Các bạn nhấp vào cái phần âm thanh nè. Đó, chúng ta sẽ nhấp vào cái hiệu ứng bay. Cái hiệu ứng này Thế Tâm cũng để cái đường link ở dưới phần mô tả, các bạn có thể tải về luôn. Xong chúng ta dời cái nó ngoài đầu luôn. Đó, OK. Và sau khi các bạn đã để hiệu ứng âm thanh ngon lành thì bây giờ chúng ta sẽ cùng xem lại. Yeah.
Đừng quên nhấn like video và hãy nhấn đăng ký kênh nếu các bạn chưa đăng ký kênh để đón theo dõi những video hướng dẫn mới nhất của Thế Tầm nhé. Còn giờ, Thế Tầm xin nói lời chào thân ái và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào!